all his money. That Gucci Prada comfy, my sugar daddy. He love me, he put no one above me. These bitches wanna judge me, but I don't care. Father gentleman. Where is your love?
mọi lý do thành một ai mà chẳng biết sai là tự tiêu đi lòng những sao lại ở đây? Một chuyện không phải do em nghĩ đâu. Nghe anh giải thích này. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh có biết là em yêu anh rất là nhiều không hả? Có phải anh nghĩ tôi sẽ nói như vậy không? Đấy là moon của lúc trước thôi. Còn moon của bây giờ thì anh Quân. Anh đây. Wow, Sinatra.
xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh từng là em. Ra cô gái không tồi mà người tồi chính đồ ăn. Chí kỷ và bạn nó khác nhau, hai phạm trù khác nhau em nha. Nếu mà là một người chí kỷ của em đấy thì là nó thì hiểu hết tất cả mọi tính tình của em luôn, và gặp nhau một ly cà phê đó đã vui rồi. Còn là bạn đấy thì thường thường anh có một câu nói đó là trên đời này không có bao giờ có tình bạn mình cũ, chỉ có lợi ích là mình biển thôi. Còn tình bạn đấy, trên đời này không bao giờ có tình bạn mình cũ, chỉ có lợi ích là mình biển thôi. Mày cho tao lợi ích, tao cho mày lại lợi ích, sau đó hết lợi ích, chúng ta không còn giá trị gì nữa. Em hiểu không? Nó khác quá chí kỷ. Ở ngoài đời anh có 4-5 bạn chí kỷ nói thật với em luôn á, nhưng mà riêng nó có chuyện gì đấy nó kêu alo quẹo ơi đi với tao, mình dọn đồ đi ngay lập tức, dù có đi tù mình cũng chấp nhận. Đó gọi là chí kỷ. Nói thật mà kể cả anh luôn, ngày xưa giờ anh có chuyện gì anh nữa không bao giờ gọi điện cho nó, không bao giờ gọi điện cho những người chí kỷ của mình, nhưng mà nó nghe có chuyện thôi tự giật xuống đó nha, rồi giải quyết luôn. Nên cho nên là em phải tìm cho mình. Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều mộc mạc nhất anh. Hạnh phúc là những điều đơn giản mà. Em không biết điều đó à? Ừ. Anh sẽ nắm lấy tay em, không bao giờ buông. Wow, xin lỗi. Mọi người đã biết tin gì chưa? Zoomtina đã quay trở lại rồi đây. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với Zoomtina TV. Sợ mà gặp mặt bằng muốn bỏ trốn, tiền hàng tiền nóng tiền đi nhậu ừ thốn. Hậu bữa lên chùa xin xăm, thấy bà nậu kêu đi gỡ duyên âm. Mình lắc ra cây xăm số 15, ông khoảng muốn bán sàn nằm. Không sao không sợ, qua được khúc này là tôi gỡ xong nợ. Thâu vô cái nắp, có gì đâu mà đâm chiêu. Nếu mà thương tôi cho tôi mượn 5 triệu.
rồi lòng đau xót xa khi